Ôi, em mến chào quý vị và các bạn nhé. Thì hiện tại là em đang ở trên Ninh Hiệp, đấy, nhà anh Hùng. Thì em thấy là anh ấy có một số cây nhỏ, bonsai nhỏ, kê trước cửa nhà này nè. Đấy, nhà anh ấy thì lớn lắm. Đây, quý vị và các bạn có thể nhìn này. Nhà trên kia kìa, trên gác kia cũng có anh ấy kê mấy cây kìa. Đấy, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy. Tại vì là anh ấy không có không gian cho nên là anh bị những cái khoảng trống là anh phải tận dụng. Đây là khu nhà khu bàn uống nước đấy, anh ấy hay ngồi đây anh ấy uống nước, anh ngắm cây. Ở đây là một cái cây đào tiên nó rất là đẹp. Dưới là một cái bàn uống nước và nói là bài trí tuyệt vời. Đào tiên thì đang ra rất nhiều quả. Đây là một số các cái cây bonsai nhỏ. Em sẽ quay cho quý vị và các bạn nhé. Đây. Đây là một cây mẫu đơn nhỉ. Đơn trắng này. Hoa này. Cây này là cây đơn này anh. Đơn đấy à, đơn trắng à anh. Đơn vàng. Đơn vàng à. Cũng muốn lượn ăn thôi chứ nhỉ. Có anh lượn, nhà đâu. Cây này mới già này anh này. Cây này tỉa răm đi nhìn sướng. Giờ vừa rồi tỉa rồi, vua phải lên đầu mới bấm. Nhưng mà cây này hôm tới này cũng vác ra ngoài kia, tí chiều tỉa đi chứ. Có, mấy cây. Vâng. Cây này mà vác đi chơi thì phải tỉa đi chứ. Ở đây 4 cây rồi. Đâu, anh định cho cây nào? Cây này là một. Cây này. Cây này. Cây kia. Cây kia. Cây lý sao? Đâu? À đây á. 4 cây này. Bên kia một. Bên kia một cây đúng không? Cây trong kia là cây gì anh? Đây. Tặng cho anh cây này á. Kim quýt à? Đúng cái này không? Cây kia đây kìa. Cây thác đổ kìa. À. Thế ngày xưa cây nào anh xem nào. À. Ngày xưa anh có hàng trăm 200 cây linh sam để vừa. Đấy, Tuấn Anh chuyên có những cái loại lũa kiểu như này, nhìn hay. Cái cây này là chính xác là anh khai thác từ trong Ninh Thuận. Ninh Thuận à? Về luôn. Ninh Thuận. Đây linh sam Ninh Thuận. Linh sam Ninh Thuận. Ủa cây này ấy nhỉ, cây này nhìn cái gai của nó ác nhỉ. Con này là bị chết một phần rồi, còn đâu là ngày xưa nó còn đây vẫn còn cái bao da đây này. Yeah. Ủa thế cũng lâu phết rồi đấy chứ, từ ngày ấy anh vì ra vậy. Bị... toàn thể tới 5-7 năm rồi đấy chứ. Lấy hai cái nào lại về tay. Nào, cái cây này ô anh Tuấn Anh à, cái cây này ở dưới là lũa gỗ của nó hay là gỗ khác đấy? Gỗ của nó. Gỗ của nó. Cái này lúc nãy anh gọi là bảo cây gì nhỉ? Găng tung. Găng tung đúng không? Kim quýt kia. Tiếp nhỉ, cây này của phần lũa ác nhỉ. Từ tay rồi. Thay sân sang sân bên kia được anh ạ. Đây là như cây như thế này là chả đẹp này Tuấn Anh nhỉ. Đấy, cây này mà về bày hàng mini ấy nhỉ. Cây này là cây gì mà hoa à lá à, hoa đỏ trắng trắng này. Đấy cũng là linh sam, sam hoa trắng. Sam trắng á. Ừ. Hoa trắng. Em tưởng là có loại sam nó hoa tím tím rồi đúng không? Nó tím là hoa chính của nó. À, đây là hoa ghép à? Là hoa đột biến. Đột biến á? Ừ, nó có một giống cái loại này hiếm, không nhiều. Thác đổ đấy chứ đùa. Cao lên. Linh sam nuôi được cái nuôi động nhanh. Đây. Đâu? Ghế này cho quay hơn à? Đấy quay cho quay tít thở. À cái này để ấy thì để xoay đây gì? Bàn xoay. Thế đặt như thế. Nhưng mà hàng nhỏ nhỏ nhìn hay nhỉ. Đúng là ngày xưa để lùm tụm cây thế đúng là đéo biết được thật chứ. Mất cây nào chả biết. Một đống. Nhiều quá. Cháu để cây nọ trồng cây kia. Đây, xanh tím mà để. Xanh tím
tí mình để đường sau. Đây á, cái cây chậu đây ạ. Cây bưởi quế. Đâu? Đây kìa đây. À, đây, cây sam tím đây. Đúng rồi, đây mới là cây sam tím nhỉ. Chật quá, địa thế nhà ba cái chật quá nên là quay là nó. Một cây sam tím. Cây này cây gì nhỉ? Lạ thế nhỉ? Đúng rồi, nhìn khó mà biết cây quá. Ồ, cây này có cục. Đây, chắc quá cái tạo lũa đây. Đây à, cây này anh cho đi đã. Lão. Cây lão này không có tử. Tử thì đã là thành ấy, thành lão mai. Đây chỉ lão không thôi. Đúng không? Alo. Lão mai sinh quý tử, đây không có tử chỉ cho lão thôi. Không biết trong đó có gì. Khiếp nhà cây này cũng uốn éo ác lên chứ. Hải Long chuyển tiền cho bên cơm. Đây là Huy ra rồi. Con trai. Đưa ra coi trông về trong nợ thu bên cơm. Chính ra để hai chậu nhìn hay nhỉ, phá cách nhìn đúng không? Em thích nhìn những cái kiểu để hai chậu trồng nhiều, có nhiều cây để nhìn rất đẹp nhá. Như hôm ở trên Bắc Ninh có một đôi long để hai chậu, đôi long ấy nhìn đẹp, anh xem chưa? Đôi long ấy đỉnh, cực đỉnh đấy. Hai tay Thái Bình nhận xét hai cái con long ấy mà. Vẫn mượn ai một cây mẫu đơn nào nhỉ? Sợ mưa, chưa mua. Cây mẫu đơn ấy bây giờ đang ra hoa nhỉ. Nó cũng kiểu như thế này này. Thế là mình dọn gỗ hay sao là hay toàn anh nhỉ? Cây nào anh? Hai mẫu đơn, còn mẫu đơn nó vừa đổ vỡ vỡ trong. Bé quá anh để cao rồi chả vỡ. Để trên này là, để trên. Đây là cây này là cây ấy đúng không anh? Cây này là cây găng đây à? Kim quýt à? À. Alo, mày có số điện chị Luân Bình không? Em Luân Bình. Hàng nhỏ này đi ghê phết nhá. Hàng nhỏ nhỏ này đi. Cây này nhìn đẹp phết này. Nào Tuấn Anh, cây này là cây gì? Sam trái anh. Sam trái là như nào? Hai loại. Sam trái và một loại sam. Quả. Xăm hoa là để chơi hoa. Hoa. Nhưng mà cây này có hoa không anh? Không đúng không? Có hoa không quả. À. Nhưng cây này hoa cũng hoa tím mà anh? Chẳng. Chẳng như cây này á? À? À đây. Cây như búp cây ấy á. Cây dầu không. Cây này sao anh không cho cây này đi ra ngoài triển lãm? Có. Cái này hay mà. Đúng không anh nhỉ? Cái này triển lãm quá ok. Hôm nào xuống Dũng có bắt bê mặt chậu, ăn lật đôn.
Cây đun tàu, cây đun này là gì? Chẳng có. Đun tàu cũng được. Cây đào này sai quả phết nhở? Mấy quả. Sai này gì nó sai đến tận đấy, sai đến tận gốc. Như này uống rượu được chưa anh? Hả? Như này đã uống rượu được chưa? Không sao. Đây bọn nó toàn củ và quả thơm. Thế anh phải làm cái nó sao lên. Phải bỏng phải ra đầu hơi. Hơi đầu đầu cho nó sao. Sao rồi nó cút xuống đất. Sai thật, công nhận sai thật. Sao thế sao? Sao lại cút đất rồi? Thôi sao bạn khổ ấy. Thôi bọn bạn ấy sao hộ. Ăn gì xấu chua à? Sao hộ hay gì đấy mới... cái chua thế mà ăn. Ăn mà kiếp không. Đúng là nhà anh mà có không gian thì cây thì nhìn cây nó tập trung và nhìn hay. Định làm nhà ngoài kia. Ờ. Cũng là hôm nay thứ sáu chuyển tiền cho nó nha. Vâng.